Ngày nhiêu mới được nghỉ Tết nhỉ? Như không có tuần này. Em thi xong xuôi hết rồi đúng không? Dạ. Khỏe rồi. Hết áp lực rồi ha. Có nhiều bạn bảo với chị là tới đầu năm vô là kiểm tra luôn em hả? Kiểm tra gì? Nghe mấy bé nó ra chị làm nè, nói chị giờ ăn Tết hết ngon luôn. À, bé con cô Phượng, bé nãy nhà em ghé, em chờ mẹ tới đúng không? Đi em đẻ xong lát về lại đó rước mẹ Mẹ quay cái gì à. chiều cũng xong Dạ em đi về luôn chứ đói sao chịu nổi, chờ tới chiều nổi. rồi. Dạ, với chiều học cũng... Gần lát chiều mẹ tự xử đúng không? Bụng này già hết rồi, dung ráng làm kỹ cho đẹp ha. Có khó chịu gì thì cứ nói chị. Thank you.